Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 0.1 token ARF khoảng 10 đô rồi. Con này đang trong chương trình bán hàng free sale các bạn. Đây là website của nó, các bạn vào tìm hiểu các bạn. Để tham gia trên này góp này, các bạn đi phần đi mô tả mở tên ra bấm start chatbot các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn lướt cấp trang các bạn nhấp vào. Chọn hình ảnh có một chiếc xe tải. Đây nè các bạn. Chọn một hình ảnh của chiếc xe tải xe này nè các bạn. Rồi các bạn chọn xong các bạn bấm vào submit nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại. Các bạn bấm vào nút chat. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào continue các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller đó nè các bạn. Rồi join vào một kênh. Rồi các bạn bấm đáp lại các bạn. Các bạn join tiếp kênh seller đó nè. Hai kênh. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Thứ quên thì các bạn follow và tweet nha các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn like nè. Rồi các bạn tweet lại nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào một submit detail nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn điền lời username Telegram, các bạn vào setting copy username Telegram như mình nghe không. Rồi tiếp tục là Twitter các bạn, username Twitter. Rồi tiếp theo là các bạn điền địa chỉ ETH với chút wallet, master wallet, MetaMask nha các bạn. Các bạn copy đi chia nha các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.